Câu hỏi đầu tiên ạ. Hiện tại u xơ to, khó chịu tức ngực ở bên vú trái. Muốn hỏi bác sĩ là nên đi mổ hay là thế nào ạ? Ở đây thông tin của bạn thì cũng chưa được đầy đủ. Tôi chỉ nắm được một cái thông tin đấy là bạn đi khám và phát hiện ra một cái u xơ vú ở bên trái, nhưng mà kích thước lớn cũng đã gây khó chịu cho bạn, là gây đau tức khó chịu đúng không ạ? Vậy thì tôi khuyên bạn, nếu mà trong trường hợp u xơ này chẩn đoán, mình phải cần chẩn đoán chính xác, nếu mà là có cái tế bào ác tính thì đương nhiên là cái chỉ định là sẽ phải điều trị triệt để rồi. Mổ hay là hóa trị hay xạ trị thì cái đấy là đương nhiên chắc chắn phải điều trị. Còn nếu trong trường hợp mà u xơ này hoàn toàn là u xơ lành tính thì tôi vẫn khuyên bạn nên phẫu thuật. Lý do là vì bản thân là mình để như thế, thứ nhất là nó cũng có một cái nguy cơ tỷ lệ nhất định biến chứng thành ác tính. Và cái thứ hai là dù nó là lành tính nhưng vì nó quá to cho nên nó đã ảnh hưởng đến cái khó chịu cảm giác trong người, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thì như thế là cũng có chỉ định phẫu thuật rồi bạn ạ. Dạ vâng.